nhân ngày kỷ niệm một năm biển chết cá chết do thủ phạm Formosa xả thải độc tố xuống biển miền Trung. Hàng ngàn bà con ngư dân tại các xã, huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An xuống đường biểu tình phản đối Formosa, lên án giới chức cầm quyền địa phương đã tiếp tay bảo kê cho thủ phạm đã hủy hoại môi sinh Việt Nam, khiến bà con ngư dân mất cơ nghiệp, thất nghiệp tràn lan. Tuy nhiên, suốt một năm qua, nhiều bà con ngư dân không được nhà cầm quyền cộng sản bồi thường một cách thỏa đáng như đã hứa, mà giới chức cộng sản đã tùy tiện nhận tiền bồi thường của Formosa, không được sự đồng ý của nhân dân Việt Nam. Tại giáo xứ Phú Yên thuộc xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hàng trăm bà con ngư dân giáo xứ Phú Yên đáp lời sông núi, xuống đường phản đối và yêu cầu Formosa quốc khỏi Việt Nam. Giáo xứ Phú Yên nhắc lại sự kiện thảm họa môi trường tròn một năm tại miền Trung với các hoạt động một ngày vì môi trường, vì công lý, hòa bình, vì các nạn nhân của thảm họa môi trường và bạo quyền. Bên cạnh việc dọn vệ sinh môi trường, thăm hỏi các nạn nhân, thắp nến cầu nguyện, chầu thánh thể, dâng thánh lễ, toàn thể giáo xứ đã xuống đường tuần hành, biểu tình với cờ ngũ sắc, cờ tam in xương cá và các băng rôn, như là vào thời điểm đất nước lâm nguy, biển Đông bị ô nhiễm, ông bà cha mẹ đã làm gì để cứu chúng con? 500 triệu đô không đủ mua quan tài cho dân Việt, khởi tố Formosa và bọn tiếp tay. Bộ môi trường giày xéo môi trường, ai đã tiếp tay Formosa giết chết dân Việt? Formosa thảm họa của dân Việt, Formosa cái chết được cấp phép. VTV vừa tìm vịt. Sau cuộc tuần hành tại khu vực bến thuyền gần khu vực nhà thờ Phú Yên, bà con giáo dân cầm cờ ngũ sắc và các băng rôn khẩu hiệu di chuyển trên các tàu, thuyền dọc theo dòng Mai Giang ra cửa biển đặt quen và hô to các khẩu hiệu. Tại giáo xứ Cửa Sót thuộc xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hàng chục bà con từ già đến trẻ đầu vấn khăn tang, cầm các băng rôn khẩu hiệu phản đối Formosa và tuần hành một cách ôn hòa. Trả lại biển sạch cho dân, tẩy chay VTV, mị dân, dối trá, xảo quyệt là ước mong của bà con ngư dân muốn xây dựng một xã hội sạch. Huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh là nơi nổi bật nhất trong những ngày qua khi hàng ngàn bà con ngư dân lên đường, ùa vào, tràn ngập trong sân trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà vào ngày 3 tháng 4 vừa qua. Tại đây, bà con yêu cầu cán bộ trả lời về việc lý do nào công an và an ninh mặc thường phục đã ra tay hành hung, đánh chảy máu những người có tiếng nói khác với giới chức cầm quyền, đồng hành bảo vệ quyền lợi cho bà con ngư dân nghèo miền Trung. Đồng thời, bà con yêu cầu giới chức địa phương hãy quan tâm đến quyền lợi của bà con ngư dân bị ảnh hưởng sau vụ thảm họa môi trường biển do chính thủ phạm Formosa gây ra. Khác với những nơi khác, một số bạn trẻ sống tại tổ dân phố Tây Yên, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một trong những nơi chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa Formosa. Ý thức trách nhiệm của công dân xuống đường biểu tình nhân một năm quốc tang thảm họa Formosa. Các bạn trẻ tuần hành hơn 3 cây số dọc theo đường quốc lộ 12C đi qua nhà máy nhiệt điện 1 Formosa đến vùng biển Vũng Áng. Hãy trả lời cho nhân dân tôi, đến bao giờ biển sạch? Hãy trả lời cho nhân dân tôi, đến bao giờ ăn đường cá? Hãy trả lời cho nhân dân tôi, đến bao giờ đường ra khơi? Đến bao giờ bình an, dân không còn lầm than? Tròn cá hay tròn thép, tròn dân hay tròn Formosa? Hãy trả lời cho nhân dân tôi, ai đâu đồng biển lành? Hãy trả lời cho nhân dân tôi,
Hãy tiếp tay cho tội ác. Hãy trả lời cho nhân dân tôi. Đến bao giờ Phô Mô Sa cút ra khỏi Việt Nam để môi trường hồi sinh? Chọn cá hay chọn thép? Chọn dân hay chọn Phô Mô Sa? Hãy trả lời cho nhân dân tôi. Sáng thai đồng vào sông quyền, sống bao đời cầu mang dân tôi, sao nỡ tay tàn phá. Hãy trả lời cho nhân dân tôi. Cho con mình rồi ra sao, biết tương lai về đâu nếu hủy diệt dòng sông. Chọn cá hay chọn thép? Chọn dân hay chọn Phô Mô Sa? Chọn cá hay chọn thép? Chọn dân hay chọn Phô Mô Sa? Tiếp lửa với bà con ngư dân tại giáo xứ Đông Yên, giáo xứ Cửa Sót, giáo xứ Dũ Yên, giáo xứ Phú Yên, hàng trăm bà con ngư dân giáo xứ Đông Sơn thuộc xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Nam, tỉnh Hà Tĩnh lên đường bảo vệ môi trường sạch vào chiều ngày 6 tháng 4 năm 2017. 6 tháng 4, một năm biển chết, dân sống bằng gì? Con muốn tắm biển. Yêu cầu nhà cầm quyền tống cổ Formosa, đền bù thỏa đáng cho ngư dân miền Trung là các thông điệp mỏi mòn của các ngư dân sau vụ hủy diệt môi trường biển do tác nhân Formosa xả thải, được bảo kê bởi giới chức cầm quyền Việt Nam. Điểm nổi bật của giáo xứ Đông Sơn là các em thiếu nhi thánh thể mặc đồng phục học sinh, cầm các băng rôn khẩu hiệu lên đường đòi lại quyền làm người, quyền lợi chính đáng cho chính ông bà, cha mẹ và tương lai của các em. Hàng trăm bà con ngư dân và trẻ nhỏ giáo xứ Đông Yên thuộc xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh lên đường phản đối Formosa nhân ngày kỷ niệm một năm biển chết, cá chết. Suốt một năm nay, thuyền của bà con ngư dân neo đậu dọc theo bờ biển vì không còn cá để đánh bắt. Những gia đình đi đánh bắt cá xa bờ về cũng không thể buôn bán được vì người dân e ngại cá bị nhiễm độc nên không mua. Mất cơ nghiệp truyền thống, đời sống kinh tế của các gia đình gặp nhiều khó khăn và rơi vào bế tắc. Nhiều thanh niên trẻ đã phải bỏ làng quê ra nước ngoài tìm kiếm việc làm mưu sinh. Bà con ngư dân cầm các băng rôn khẩu hiệu diễu hành đến bản doanh Formosa. Trước trụ sở khu công nghiệp Formosa, bà con hô to: Formosa cút khỏi Việt Nam. Nhiều băng rôn khẩu hiệu cũng được bà con cầm trên tay như là: Võ Kim Cự là tội đồ của dân tộc, ai đã rước Formosa về đầu độc dân Việt, yêu cầu chính phủ khởi tố Formosa, đừng vì Formosa mà phản bội nhân dân. Sau đó, bà con cùng nhau ra bờ biển Đông Yên để phản đối giới chức cầm quyền đã tiếp tay bảo kê cho Formosa, thủ phạm gây ra ô nhiễm môi trường biển miền Trung, tiếp tục hoạt động tại Việt Nam. Bà con ngư dân Đông Yên đã giăng các biểu ngữ trước tượng đài Thánh Phêrô, bổn mạng của các ngư dân, đứng sừng sững trước bãi biển Đông Yên. Trước tượng đài Thánh Phêrô, bà con đã dâng lời kinh nguyện, nguyện cầu cho đời sống của bà con ngư dân được ổn định sau vụ thảm họa môi trường biển do tác nhân Formosa gây ra. Trước đây, trong những lần giải tỏa đất của giáo xứ Đông Yên, giới chức cầm quyền Cộng sản đã nhiều lần có ý định đập phá tượng Đức Mẹ nằm trong sân giáo xứ Đông Yên và tượng Thánh Phêrô được xây dựng trước bờ biển Đông Yên, nhưng bất thành. Được biết, vào tối cùng ngày, bà con giáo dân giáo xứ Đông Yên và là ngư dân
thắp nến cầu nguyện cho nhà cầm quyền biết mở lòng, mở trí, hướng về quê hương dân tộc Việt Nam, cũng như cầu nguyện cho quốc thái dân an trước một xã hội đầy biến động, nhiễu nhương. Qua sự kiện này, lòng dân đã rõ dưới sự cai trị độc tài của nhà cầm quyền cộng sản.